Giáp. Vâng, em thấy anh ô tô xin chào toàn thể các bác nhá. Hôm nay là hai anh em đi ship xe ở Thuận Châu. Đấy, được chủ nhà tiếp nãy rất là lồng nhiệt nhá. Đây là chủ nhà. Chào chú anh. Chào anh em. Đây là hai anh em đang đi ship xe. Chào. Đây là con hợp ô tô nhá. Đây là anh của tôi. À, chuyển sang anh Lò Văn Luyến. Đây là dai Lò Văn Hợp. Lò Văn Hợp. Hai anh em nay đi chiếc xe cho anh Luyến ở trên Thuận Châu. Em Lò Văn Hợp thôi. Ở dưới kia bây giờ là từ Hà Nội trở xuống đều ở bên Nga Lò. Gia đình tiếp đãi anh em rất là chu đáo. Rất là nhiều món các bác nhá. Đây là toàn thể gia đình của anh Luyến. Đây là mẹ. À. Đây là mẹ anh Luyến nhá. Đây là anh đây rể đây. Anh vợ. Em vợ. Bên nhà anh thì là ở xa. Đây là vợ của anh Luyến nhá các bác nhá. Vợ anh Luyến xấu lắm. Anh Luyến là anh mua xe bây giờ là thành anh trai của Quang Hợp ô tô rồi. Lò Quang Hợp. Lên Sơn La là Lò Quang Hợp. Và dưới kia thì mới gia đình anh chị là rất là tình cảm các bác nhá. Rất là tình cảm. Rất là tiếp đãi khách rất là chu đáo. Các món ăn trên đây về nhưng mà đến đây khu về không có cái gì cả. Tất cả các món ăn ở trên khu Thuận Châu các bác nhá. Mì xăng pin này. Toàn đặc sản ở trên Thuận Châu nhé các bác nhé. Xin mời các bạn nhé. Đây là pịa nhé các bác nhé. Chỉ có mỗi hoa ba. Đây là pịa gì nhỉ? Pịa bò. Pịa bò. Lại là qua máy máy. Anh em đang rất là phê. rượu ở trên Thuận Châu rất là ngon nhé các bác nhé. Rượu này là không say vì rượu mà say vì tình. Đấy. Tình cảm bao giờ là dạt dào nhất. Đây là toàn các món đặc sản ở trên Thuận Châu nhé các bác nhé. Rất là ai mà tới đây mà không được ăn những món này thì là rất là lãng phí luôn. Đúng. Món là đây là hoa chuối gọi là má tao. Món rau chung là rau cái đình, đặc trưng đầu tiên đặc trưng người Tây Bắc là Sơn La là có hoa ban này. Bó ban. Hoa ban. Ngon lắm. Ngon thật. Các bác mà không được thưởng thức thì rất là phí nhá, rất là tiếc. Đây các bạn nhá. Đây là ngon hoa ban này. Hôm nay là ăn ở nhà anh trai Lò Văn Luyến. Em trai Lò Văn Hợp rất là cảm ơn và cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà ông bà đừng chửi nhé. Anh Lò Văn Hợp ăn và cảm nhận xem như rất là ngon, rất là bùi và đây là sự đặc trưng của vùng miền Sơn La Tây Bắc. Sơn La Tây Bắc chúng tôi rất là quý mến mọi người. Đúng chính xác. Thôi cả nhà mình đồng khởi nhỉ. Còn món ăn đặc sản là cảm ơn rừng rồi món ăn quê nhà nhé các bác nhé. Ăn ơ. Hảo khăn đó. Hảo khăn đó. Bái chế bất luận má cái đây má ngon nhỉ. Gia đình anh chị rất là hiếu khách, rất là quý khách nhé các bác nhé. Rượu mà không ngon thì là phí rượu nhỉ. Mà rượu mà không say cũng là phí rượu. Đấy. Toàn đồ rừng thôi. Hôm nay là rất là vui và rất là may mắn cho hai anh em khi được gặp tất cả gia đình nhà anh chị gái Thái Điền này nha các bác nhá. Nhà mình gái Thái Điền thì mình rất là xinh gái, rất là dễ thương, rất là hiếu khách nha các bác nhá.
rất là và rất là tình cảm. Gia đình nhà mình sống rất là tình cảm nhé. Mai lại quay lên. Hai anh em rất là cảm kích với tình cảm của gia đình. Một chén kìa. Thì hôm nào nếu mà lên thì lên là lập lầu trên một chuyến này. Ok, lập lầu thì thực ra là anh cũng trưởng lên. Hôm nay rất là vui là khi hai anh em là ship xe lên đây là gặp gia đình rất là đông vui. Lập lầu thì em có nghe và có tình hiểu qua nhưng mà chưa được. Gia đình anh chị là không có gì là ngoài tình cảm. Đấy. Hôm nay là hai anh em là rất là vui. Rượu không say là phí rượu. Không say vì rượu nhưng mà là hai anh em là say vì tình cảm nhá. Say vì tình cảm. Rượu không say. Anh ơi, mặt đỏ rồi. Không, ngon ở đây là rất là ngon nha các bác nhá. Là cố uống bởi vì là vui quá là mình uống thôi chứ không, anh không uống đâu. Toàn các món đặc sản ở quê nhà thôi. Đây là ta là chui trong bản đấy, ta sớ là rừng thôi, ở trong rừng nha. Đúng rồi, này chú đoán ghê quá. Ai bảo ghê có gì đó chú. Rượu Thuận Châu là rất là ngon nha các bác nhá. Các bác có điều kiện thì ghé qua Thuận Châu một lần để cảm nhận nhé. Rất là ngon. Đồ lúc đầu gọi điện thì nhắn mới phải nói rồi. Bánh kẹo thì là bánh đậu xanh. Sang thiếu bộ xích đích. Đây là nhà của hai anh chị nhá các bác nhá. Công nhà thì chưa làm được, đang nhà tạm cả thôi. Nhà sàn gỗ rất là đẹp. Nhà tạm của người khác nhưng mà nhiều tình cảm. Nhiều tình cảm. Gia đình không có gì ngoài tình cảm. Không có gì mà tài sản, không có gì. Tài sản không có gì, mỗi cái sắt đây. Cái sắt rất là to nha các bác nhá. Cũng may bắt được là hai anh em là rất là cảm động tình cảm của gia đình là rất là trên này là hầu như là không có. Bây giờ món ăn này rất là ngon nhé các bác nhé. Cái này mà phải khô rồi. Chứ lúc tươi mà ra là 30 đấy. Này ôm mình đang ăn này. Sao bảy ba tám là khô rồi. Như thế là mình cũng là thiệt rồi đấy. Cũng tươi nó lặng lắm. Cũng tươi lặng lắm. Nó bỏ ra nhiều mà. Đúng rồi. Toàn nước. Bây giờ em không ai thôi. Xong uống đấy, nó xong uống. Ít bắt đầu cánh bà. Ít bắt đầu cánh bà. Hôm nay thì Chú Tuấn ơi, Chú Tuấn, dịch miệt thông cảm cho anh biết. Hai anh em nhà em là rất là ít đi ship xe nhé các bác nhé. Nhưng hôm nay là rất có duyên với anh chị. Không phải có duyên mà là anh em mình là sinh ra hôm nay là thực sự là hôm nay đến ship xe còn hai bác này còn nhận kết nghĩa không rất là vui. Anh hẹn đây hẹn đồng chí Lò Văn Hợp bây giờ đã được có hộ khẩu ở đây nhá. Đã có hộ khẩu tại Thuận Châu rồi nhá các bác nhá. Rất là vui. Mai gia đình là gia đình là không có gì ngoài tình cảm các bác nhá. Chỉ có tình cảm lên trên hết mà. Định về đêm nay nhưng mà anh Giai bảo là chưa cho về. Hai anh em rất là vui. Chiều mai mới về. Chắc là mai rồi. Bây giờ là anh Giai mà anh bảo là Tú ở lại này chẳng lẽ Tú về thì không ra cái gì cả. Nếu mà như nào mai em hai anh em là mặc dù công việc là rất là nhiều nhưng mà tình cảm vì tình cảm của gia đình cũng của anh chị nên là
đồng chí Lò Văn Hợp. Đồng chí Lò Văn Hợp xác định là ở đây thêm một vài ngày nữa nhá các bạn nhá. Một vài ngày thôi. Anh ơi, rất là vui là khi anh em rất là có duyên được gặp anh chị cũng như gia đình. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của anh em nhà mình nhé. Khám 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 kh